Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 47 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 2 tháng 12, 1975, ngày 2 tháng 12, 2022 và 112 năm ngày sinh của Chủ tịch Cây Sõn Phôn Hãn, 13 tháng 12, 1920, 13 tháng 12, 2022. Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm và chúc mừng Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng cùng dự có phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng hồ kỳ minh phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn thị anh thi và phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố dương đình liễu thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố bí thư thành ủy nguyễn, nguyễn văn quảng gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại đà nẵng luôn mạnh khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác đồng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước giữa đà nẵng và các địa phương của lào bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trên các lĩnh vực mà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đạt được trong 47 năm qua. Bí thư thành ủy tin tưởng thời gian đến, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào nói riêng sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới. Thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán, Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, Sofan Đa Huân gửi lời cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng đối với đảng, nhà nước và nhân dân Lào đồng thời tổng lãnh sự cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại đà nẵng tin tưởng rằng với những tình cảm quý báu dành cho nhau trong suốt chặng đường lịch sử hai đảng hai nhà nước nói chung các địa phương của lào và đà nẵng nói riêng sẽ tiếp tục gắn bó khăng khít góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện việt lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững